Phó Chủ tịch Huynh đệ Hồi giáo bị bắt giữ, tin từ Cairo. Ông Karat El Shatter được coi là chiến lược gia chính trị của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, đã trở thành nhân vật cao cấp mới nhất bị bắt giữ. Vì vấn đề pháp lý đã làm cho ông Shatter phải rút lui khỏi cuộc chạy đua tổng thống trong năm ngoái và Huynh đệ Hồi giáo đã phải đưa ông Morsi lên thay thế. Cơ quan thông tấn MENA cho biết tin ông Shatter bị bắt. Tổng thống bầu cử tự do lần đầu tiên ở Ai Cập đã bị lật đổ trong ngày thứ Tư là khúc ngoặt mới sau cuộc cách mạng lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Ít nhất đã có 24 người bị thiệt mạng trong ngày hôm qua sau khi người ủng hộ Tổng thống Morsi xuống đường bày tỏ sự tức giận đối với cuộc đảo chính.